Xin chào cả nhà. Có nhiều khách hàng hỏi em là nếu như mà thời tiết không có nắng hoặc là mưa 2-3 ngày liền thì làm sao mà tấm pin nó có thể hấp thụ năng lượng mặt trời và nó truyền vào đèn để cho đèn hoạt động được. Vậy thì hôm nay em sẽ mang lại một cái giải pháp đó cho cả nhà mình nhé. Đó chính là sử dụng một cái dòng sản phẩm đèn pha Blue Carbon loại mới ở bên em đây. Thì cái dòng công suất này nó chỉ có 40W thôi, nhưng mà cái dung lượng pin của nó lên đến 13.000 mAh lận, rồi điện áp là 3.2V nữa, cho nên là nó sẽ lưu trữ cái dung lượng pin lại đó và nó hoạt động cho mình là 2-3 ngày mưa luôn. Rồi về cái phần chip led của đèn thì sử dụng những cái loại chip led công nghệ mới riêng của Mỹ nè, cho nên là tuổi thọ của nó hơn 50.000 giờ và nó sẽ phát ra một cái ánh sáng vô cùng mạnh mẽ ở cái khu vực nó mà nó cần được chiếu sáng nè. Cái dòng sản phẩm này thì vỏ của nó được làm bằng nhôm đúc nguyên khối, cho nên là khi mà mình cầm lên như thế này nè sẽ rất là chắc chắn và nặng tay đối với dòng sản phẩm nhỏ gọn như thế này thôi. Ở trên cái đèn sẽ có cái tem bảo hành cho mình trong vòng 5 năm luôn. Rồi ở phía sau này sẽ trang bị cho mình một cái pad nè, để mà mình lắp đặt vào trong tường nó dễ dàng hơn. Chỉ cần khoan bắt ốc siết chặt lại thì nó đã cố định ở đó rồi. Và nó sẽ được bẻ được cái góc chiếu sáng của đèn nữa. Nếu như mà mình muốn cái góc chiếu sáng nó không có rộng lắm thì mình cứ bẻ như thế này. Còn nếu như mà mình muốn cái góc chiếu sáng của nó xa hơn thì mình bẻ đứng lên như thế này nè. Rồi ở trên đèn nó có trang bị cho mình một cái chui và một sợi dây như thế này để mình ghim vào trong tấm pin đó cả nhà. Cái ánh sáng của đèn này á, là ánh sáng màu trắng nha. Bây giờ em sẽ ghim chui vào cái tấm pin để mà test thử cái độ sáng cho cả nhà mình xem. Đây chính là cái tấm pin poly của đèn nè, có tuổi thọ là hơn 15 năm. Ở trên tấm pin cũng có dây dài 5m và chui để mình ghim vào. Bây giờ em sẽ ghim vào cho cả nhà mình xem. Khi mà mình ghim chui vào thì nhớ canh đúng chốt giúp giùm em nhé. Đó, thao tác kim của em rất là dễ dàng nên là cả nhà mình cũng sẽ làm được thôi. Rồi nếu như mà mình muốn tắt cái đèn á, thì trên cái remote nó cũng có một cái nút off để cho mình tắt đèn như thế này. Còn nếu như mà mình không muốn sử dụng tới cái remote luôn á, thì cũng vẫn được, bởi vì đèn này nó sẽ tự động cảm biến hết, mình không cần phải động tay vào. Là ban ngày á, nó sẽ tự động biết đó là buổi sáng và nó sẽ sạc cho đèn đầy pin rồi. Buổi tối á, nó sẽ tự động bật sáng lên cho mình sử dụng, mình không cần phải dùng tới remote luôn. Đó là những cái điểm thông minh của đèn. Và cái đèn này á, khi mà cả nhà mình muốn lắp đặt ở ngoài trước phía ban công nhà mình, hoặc là mình muốn lắp đặt ở ngoài trước khu vườn của mình, sân vườn của mình thì cũng vẫn được luôn, bởi vì nó sẽ được chống nước theo tiêu chuẩn IP65 và nó sẽ hoạt động tốt cho mình trong cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nắng, gió, mưa, nhiệt độ cao thì cả nhà mình cũng không cần phải lo lắng, bởi vì nó sẽ không bị vào nước, không chập cháy nổ điện như cái mạng lưới điện của mình thường vẫn sử dụng hàng ngày ở nhà nhé. Rồi nó sẽ tiết kiệm được cái chi phí tiền điện cho mình nè, bảo vệ môi trường nữa. Rồi cái dòng sản phẩm này á, thì đối với những cái công suất lớn hơn cả nhà, như là từ 100W cho đến 500W thì mình có thể sử dụng cho những cái công trình nè, dự án nè, hoặc là những cái khuôn viên rộng lớn như là cái sân vườn của mình, khuôn viên biệt thự quá là rộng, hoặc là dân cư, khu vực đường phố công cộng gì đó thì cũng có thể lắp đặt được những cái dòng sản phẩm công suất lớn như vậy, từ 100W cho đến 500W. Và cái dòng sản phẩm này thì như em đã nói là nó có tem bảo hành trên sản phẩm trong vòng 5 năm cho mình luôn. Nếu như mà gặp bất kỳ cái trục trặc vấn đề gì đấy thì cứ liên hệ đến bên em để được hỗ trợ ngay nhé. Rồi đối với khi mà mua hàng ở bên em thì sẽ được miễn phí vận chuyển trên toàn quốc, giao hàng hỏa tốc trong nội ô thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là sẽ được đồng kiểm sản phẩm. Và khi mà shipper giao hàng tới, mình mở sản phẩm ra xem giúp giùm em có vấn đề gì về móp bể vỡ, kiểm tra độ sáng của đèn luôn, có trục trặc gì liên hệ đến bên em ngay để được hỗ trợ nhé.